Chào tất cả các em, chào mừng tất cả các em đã đến với kênh YouTube Pen TV Gaming của anh, và anh là Nguyễn Nam Dũng. Chúc tất cả các em một ngày mới tốt lành nhé, vui vẻ nhé. Ok, thì là hôm nay anh sẽ tiếp tục chơi cái tựa game Scary Teacher trong cái series game cho cô giáo của anh. Thì là anh đang có dự định làm 10.000 tập về cái game này, thì các em hãy ủng hộ anh thật nhiều. Và trước khi các em xem bộ phim này thì các em hãy cho anh một like, một đăng ký kênh. Nếu như em nào chưa đăng ký hãy đăng ký kênh. Và ôi trời, trời chưa gì đã vào rồi. Và giờ vào chương này là phải để khi nào anh đăng ký, khi nào anh xuất video lên thì các em sẽ là người được nhận video tín hiệu của anh nhé. Ok, như vậy là anh vừa mới hơi bị lỡ tay một chút, anh ấn nhầm vào cái cây thông rồi. Ok, như vậy là anh chơi luôn cây thông em nhé. Đầu tiên ấy thì anh định chơi đó chính là cho cô giáo của chúng ta trượt vào tanh. À thôi, trượt tuyết trên bể bơi, nhưng mà thôi. Ok, như vậy là cô giáo thích cây thông hơn, thì bây giờ anh sẽ cho cô giáo vài quả bom nhét vào cây thông. Sau đó cô giáo sẽ kích hoạt quả bom và cô giáo sẽ bay lên cung trăng gặp chị Hằng. Ok, bây giờ sẽ mở cái cửa ra. Hay là anh gọi cô giáo ra mở cửa nhỉ? Thôi, anh đập hộp mở vòm cho em nhé. Nói chung là lần nào anh vào nhà cô giáo thì anh cũng không cần phải gõ cửa luôn, bởi vì cô giáo lúc nào cũng chờ đón anh luôn. Này, đấy, không cần khóa nhé em nhé. Nói chung là các em vào nhà ai mà không thấy khóa thì các em cứ vào thôi. Còn khi các em vào thì các em có bị chó đuổi hay không thì anh không biết nhé. Đây rồi. Cô giáo thế nào, cô giáo mời mình vào mà cô giáo lại chặn hết cả cửa sổ này, làm sao nhỉ? Cô giáo lại chơi đòn anh rồi các em ạ. Ok, bây giờ anh sẽ đi vào trong giữa khu nhà nữa, khóa cửa luôn. Trời, khóa hết rồi. À đúng rồi, anh đi ra có cái chìa khóa màu đỏ đây. Ôi, cô giáo đang tập thể dục kìa. Cô giáo đang tập thể dục ở ngoài các em ạ. Bây giờ anh sẽ vào để anh chuẩn bị đồ. Anh sẽ cho cô giáo một quả. Ôi, sao anh không mở gì? Anh sẽ cho cô giáo một quả bom. Ok, như vậy là anh đã bẻ khóa thành công. Chung là cái nghề bẻ khóa thì anh cứ phải gọi là thần thánh rồi. Thì rồi em ơi, thì bây giờ anh sẽ đi xuống cái căn hầm này để anh lấy quả bom nhé em nhé. Ui, cô giáo kìa, cô ơi, đừng cô ơi, rất bình tĩnh quá. Khi em vào nó xin phép cô rất đàng hoàng rồi. Ơi, đừng cô ơi, đừng. Hay là hôm nay cô muốn giảm cân nhỉ? Chắc là hôm nay cô muốn giảm cân rồi. Đây các em ơi, đây là những quả bom. Đấy, một thùng bom. Hay là một cái khác là những quả mìn. À, thì nói thật các em là những quả mìn này chỉ là những quả mìn đồ chơi thôi. Tức là nó sẽ có những cái sức công phá rất là nhỏ, không ảnh hưởng gì đến cô giáo đâu, chỉ có mỗi tím hết mặt thôi các em ạ. Thâm hết mặt thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng cô giáo nhé. Ok. À đúng rồi các em ạ, anh còn quên một thứ, đó chính là anh phải cắt điện đi, quên chết. Ôi ơi, muốn làm nhanh cho các em quá mà không được. Ok, bây giờ anh sẽ đi ra để anh lấy cái kìm để cắt đá các em nhé. Đâu ta, kìm cắt với cả ngọ sơn nữa. Đâu nhỉ? Đây đây, anh ra ngoài nhé. Anh ra ngoài cho nó nhanh. Anh kiếm cái kìm cắt cho đã các em ạ. Khổ thật, cho cô giáo mãi không thành công luôn đấy. Nói chung là anh gặp cô giáo rất nhiều, nhưng mà mỗi lần anh gặp cô giáo là anh cảm thấy rất là sợ các em ạ. Rất là sợ luôn. Rất là sợ đi học luôn. Bởi vì mình học rất là dốt, cho nên là nhiều khi cô giáo cô bạt tai phát là sợ. Bạt tai bắt phải học. Mà càng bạt tai càng không học được các em ạ. Thôi thì cố gắng thôi các em nhé. Những em nào mà đang học kém thì hết sức cố gắng. Cố gắng học tập thật tốt để cho cô giáo không mắng. Ui, ui. Lời nói xong cô giáo bóng cổ chết luôn ạ. Tèn thế. Đùa. Nó thật là anh không ngờ luôn. Không ngờ sự việc đã xảy ra quá nhanh như vậy. Ok, đây sẽ cắt cái điện đi. Khổ từ nãy giờ những cái màn tròn của mình rất là cồng cành luôn ấy. Ok, đây anh. À, anh kiếm cái lọ sơn ở đâu ta? Cái lọ sơn ở đâu nhỉ? Anh kiếm lọ sơn xong đã rồi anh lấy em nghe cả bom vào nhé em nhé. Có phải lọ sơn trên tầng 2 không? Đúng rồi các em ạ, đúng rồi. Anh nghĩ là lọ sơn trên tầng 2 đấy, ở đây không có luôn. Ok, anh sẽ lên tầng 2 các em nhé. Bây giờ anh sẽ lên tầng 2 để anh kiếm cái lọ sơn đấy. Bởi vì ấy, các em mà để cái quả bom này, quả mìn này các em treo lơ lửng thì cô giáo đảm bảo cô giáo biết ngay. Cho nên là phải có lọ sơn. Sơn tức là cho nó chuyển màu ấy các em, để ngụy trang, để không cho cô giáo thần thánh này của chúng ta phát hiện được. Nói thật với các em là cô giáo này có một quả mũi rất thính,
cho nên là các em phải sử dụng sơn để nó cản đi cái kiểu như cái mùi thuốc lổ ấy, bởi vì thường là những cỏ pháo ấy nó hay có thuốc lổ em. À, đây đây đúng không ta, đúng không nhỉ? Ok đúng rồi đấy. Thì bình thường nó có những quả pháo nó sẽ có thuốc nổ mà cô giáo mà ngửi được ấy thì là cô sẽ biết và cô sẽ tóm cổ chúng ta và cô sẽ tống cổ ra ngoài không cho chơi trong nhà cô giáo nữa. Ok thì nói chung là có những em thì bình luận ở phía dưới ấy, thì có bảo anh cô ơi từ cô ơi em đặt quả bom rồi ạ, ok em sẽ đặt luôn nhanh nhá. Ở đây ê, chạy từ từ ra chưa kịp ơi chưa kịp là bom ạ. Ơi trời ơi từ từ cô ơi mình đi hết sức ui ấy cô ơi. Tại sao cô lại có thể nhanh như vậy nhỉ? Cô bình tĩnh nhé. Ok các bạn ơi. Từ từ. Ý, lần. Chết mẹ. Ôi. Ôi ơi. Cô ơi là cô. Nhưng không sao em ơi. Như vậy là anh đã sơn. Cái gì vậy ta? Cô bắt hai lần luôn à? Ok em, như vậy là anh đã sơn cái quả bom này màu vàng rồi. Và nó mất cái mùi thuốc nổ, bây giờ đảm bảo cô chỉ cần châm điện phát thôi. Châm điện một quả thôi là anh sẽ đảm bảo là mắt cô tím như là gọi gấu trúc luôn. Đấy, ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem cô giáo của chúng ta sẽ làm gì với cái cây thông này nhé. Đấy, sẽ đứng ngoài cửa này. Đấy, sẽ đứng ngoài cửa anh ngó vào đây cô giáo của chúng ta. Ui, thôi, không chơi được cô này. Thực sự cô rất thính và mắt cô rất tinh. Anh bị cô le ra ngoài vườn rồi các em ạ. Lại mất thời gian rồi các em ạ. Rất chán luôn. Trời sao ấy, cô giáo tỉnh bơ vậy. Cô ơi bình tĩnh nhé. Có gì chúng ta cùng nói chuyện nào. Tại sao cô ấy cục xúc như vậy nhỉ? Ok, ui. Đùa không em, cái ngành rất là đen đủi của anh luôn các em ạ. Hình như cô giáo bị mắc kẹt hay sao ấy. Cô giáo bị mắc kẹt. Đâu được rồi các em ơi, bây giờ anh sẽ đột nhập vào. Ui dồi ôi, lại bị quay lại mệt thế. Thôi rồi, anh sẽ đi đường này nhé các em nhé. À đây, bà kìa. Các em ơi, bà kìa. À, bà vào rồi, được rồi, ok. Rồi, cho bà vào và chơi cái thông. Đấy. Ui, lại khóa cửa. Tôi lại nhìn lén đây vậy. Ui. Bà ấy không vào, không bật cái thông lên à? Các em mở nhảy được vào không? À nhảy vào luôn này. Ui, kinh phết. Ok. Cô ơi, cô đâu rồi? Ơ cô đâu rồi các bạn? À kia rồi, cô kia rồi các em ơi. Yeah. Cô chuẩn bị bật rồi, bật công tắc. Ui, người yêu cô giáo kìa. Bồ, ui cô giáo, hóa ra cô giáo rủ bạn trai đến để chơi cái thông này các em ơi. Chuẩn bị rồi, thế rồi, thế là ông này ông bị dính chửng lây rồi. Kiểu kiểu là cô giáo mất người yêu rồi. Anh đảm bảo cô giáo mất người yêu luôn. Cô giáo mất người yêu luôn này. Chết rồi. Không sao rồi. Ôi ông ơi, chạy đi ông ơi, ông ơi chạy đi con đâu có, con muốn. Trời ơi, sao lại chơi không đúng lúc vậy? Đúng cái lúc mà con cho cô giáo thì ông lại đến thì đùa ông ạ. Ông bị liên lụy rồi, không sao. Nói chung là hôm nay mình hơi đắc tội cô giáo một chút các em ạ. Anh thì muốn cho cô giáo một chút thôi, nhưng mà ai ngờ lại như kiểu là một bụi tên bắn trúng hai đích ấy. Ok các em, thì là bây giờ mình sẽ tạ tội cô giáo bằng cách là mình cho cô giáo đi trượt tuyết ở ngay tại cái bể bơi cô giáo. Ok rồi, và chúng ta sẽ đến cái màn trượt tuyết của cô giáo nhé, để xem nó sẽ thú vị nhỉ. Cái bể bơi của cô giáo thì tình hình là mùa đông này là đã đông cứng hết rồi, cho nên là ở dưới mặt nước ấy cái lớp tuyết rất là dày, cho nên khi chúng ta dẫm xuống này không vấn đề gì các em nhé. Đấy, cô giáo đi thoải mái luôn, không bị rơi vỡ. Bá còn thử sức độ bền cơ. Bà này cũng gớm đấy, thông minh phết. Được rồi, thôi hôm nay em sẽ tặng cho cô một cách để cô trượt tuyết làm sao mà nó ngoạn mục nhất có thể. Nói chung là trượt tuyết thì nó đơn giản quá rồi, bây giờ phải trượt làm sao mà cho khán giả trầm trồ, khán giả vỗ tay. Ok, đầu tiên thì anh sẽ vào trong này nhé các em nhé. Anh sẽ làm nhanh thôi, anh sẽ cố gắng làm nhanh. Đây, anh sẽ lấy. Ôi, cô gọi. Ôi là cô nhanh hơn em tưởng. Thật sự cô nhanh hơn em tưởng luôn. Đâu rồi. Đây, các em ơi.
Em mở đây đây để chính cái hộp này nhé em nhé. Đây này, hộp này nhá, hộp này. Đấy. Thì hộp này này sau đó kết hợp với cả ít nước em nhé. Ok. Kết hợp ít nước này. Đây. Có xăng chân. Ui. À đúng rồi, chúng ta đổ vào, quên. Chúng ta đổ vào nhé. Ok rồi, ok. Rồi. Rồi chúng ta mở cái cửa ra. Ở đâu nhỉ? Ơ, nó đi tắt bên nào ta? À thôi, anh nhảy qua cửa sổ luôn. Ok các em. Đấy, anh nói chung là ninja rồi. Đấy, anh nhảy phát nào là trúng vào đấy thôi. Cái này nó quá đơn giản với anh, nhưng mà anh... Đâu nhờ cái bể bơi đâu nhỉ? Bên này, tuy nhiên bên này. Anh thì chuyên gia đập hộp mở vòm rồi, cho nên là những cái cú nhảy như thế là rất là đơn giản đối với anh chúng em ạ. Ok, bây giờ các em chỉ việc đổ cái này xuống cái bể bơi này, và sau đó tí nữa cô giáo sẽ đi ra trượt cái bể bơi này và cô giáo sẽ cho các em trầm trồ. Các em phải ngưỡng mộ. Ok, anh sẽ dắt nó vào. Rồi, sủi bọt lên luôn các em ạ. Các em ơi, hình như cái chất... Ui dồi, thôi, cô ơi, đừng, chạy, cô ơi, đừng, cô ơi. Cô ơi, con ra trượt tiếp đi, cô ơi. Trượt băng đi. Ui, cái này chính xác là trượt băng em nhé, phải trượt tuyết. Rồi ra cô là hôm nay đuổi dai thế. Cô ơi, tha cho em đã biết lỗi cô rồi, cô ạ. Lần sau em sẽ học tập thật tốt. Em sẽ không học dốt nữa, và em sẽ cố gắng để em học sinh xuất sắc, học sinh giỏi toàn quốc luôn. Chạy. Những cái lời bảo ban của cô em sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà sao hôm nay cô đuổi dai vậy? Ui, đâu rồi? Cô ơi, tang một phát đấy, làm quả chuông. Ok, và lần này anh đảm bảo cô giáo sẽ đi từ nhà bếp sang cái chỗ bể bơi, bởi vì từ nhà bếp sang bể bơi rất gần nhau. Anh sẽ đi sau cô giáo nha các em. Hy vọng cô giáo không phát hiện. Đây. Hello. Ui, cô giáo không phát hiện ra mình ạ. Thôi được rồi, anh này tiếp tục sử dụng cái chiêu gọi là, người ta gọi là gì nhỉ? Đạp tuyết vô ngân. Đấy, em thấy hợp lý không? Hôm nay là trời là có tuyết, cho nên là anh đạp, tức là mình dùng chân mình đạp. Đạp tuyết vô ngân tức là anh sẽ nhảy từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài tuyết ấy, ra ngoài tuyết, gọi là đạp tuyết vô ngân. Ok, cô giáo đang thể hiện một cái trình độ trượt ba tanh, quên, trượt băng rất điệu nghệ. Và cô chuẩn bị soạt. Anh dự đoán. Ôi giời ơi, cô ơi. Hôm nay nói chung là cô đã trình diễn cái bộ môn nghệ thuật trượt băng cho các em xem. Thì là các em hãy cho cô một like đi. Bởi vì hôm nay cô rất nhiệt tình, nhưng mà không may ý, người ta gọi là không may, cuộc chơi đã kết thúc rất là nhanh. Bởi vì là băng hơi bị vỡ các em ạ. Chắc là giờ nó nóng quá sao băng tan. Thôi, hẹn gặp lại các em vào clip sau nhé. Thì là hôm nay chúc cô gọi là mạnh khỏe. Chứ còn tình hình là hôm nay cô mệt quá rồi. Cô trình diễn môn nghệ thuật này có vẻ như là nó quá sức với cả cô hôm nay. Tôi hẹn gặp lại các em vào những cái video chơi Scary Tips 3D của anh nhé. Và anh chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em vào những cái video tiếp theo của anh. Các em nhớ like và đăng ký kênh của anh nhé. Bye bye tất cả các em. Bye bye.